son môi em đánh mới order bên Tây. Bao anh yêu đứng lúc em tại anh lên phây. Ao cần thuê thiết kế riêng, em ngồi siêu xe rất xuyên. Ba em bác sĩ mà em làm chủ công ty. Mỗi cô con gái nên nông chiều nhiều hơn ai. Chỉ cần em nói thích gì, mai là có không nghĩ gì. Vậy mà chẳng thể yêu kiểu gì em không thích ngay. Một người vừa hiền lành ngọc giỏi lại tính toán nhanh. 4 chữ 3 bằng 2, yêu anh không thể sai. Bao chàng trai người kia làm sao sánh với anh được. Nhà giàu lại còn xinh, em là cô gái vàng. Mọi người gặp đều khen anh đẹp trai nhân làng. Mình vừa một đôi như dành cho nhau ấy. Chẳng yêu kiểu gì luôn sao giống như phim vậy. Thường anh kể về em, ba mẹ anh hết lời. Giờ mà về làm dâu chắc là thương suốt đời. Vì nụ cười của em anh mộng mơ sớm tối. Vừa gặp lần đầu tiên anh đã say. Bắt qua trạng bây giờ anh muốn được cúc vào em. Mà nếu em thấy cuộc đời con nhát để anh dùng nhạc cùng muối xả lên. Anh biết em khổ từ nhỏ ngày nào cũng phải nghĩ cách tiêu tiền. Khi em phải sống trong một gia đình có một năng lực tài chính siêu nhiên. Nghe thoảng thoảng là em chủ tịch, học cả tháng vẫn không đủ lịch. Mẹ làm chủ một chuỗi nhà hàng mà trực chi nhánh ở tận Biên Sinh. Thời gian bên em thì ít vì có những hôm phải bận quên mình. Em đi siêu xe em ở biệt thự cứ sao em vẫn lận đận duyên tình. Vì bạn anh thì on David, anh nhìn em thì yêu ra phết. Ba mẹ anh thì lo ra Tết, sợi dây tơ hồng của đôi ta kết. Còn phải một mình mỗi ngày 20.500. Hai mình ăn nghe cuốn đậu ngập mặt luôn để cuộc tình mình sẽ trăm năm. Nhà giàu lại còn xinh, em là cô gái vàng. Mọi người gặp đều khen anh đẹp trai nhân làng. Mình vừa hợp một đôi yêu dành cho nhau ấy. Chẳng yêu kiểu gì luôn sao giống như phim vậy. Từng ngày kể về em ba mẹ anh hết lời. Giờ mà về làm dâu chắc là thương suốt đời. Vì nụ cười của em anh mộng mơ sớm tối. Vừa gặp lần đầu tiên nhưng anh không